Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio. Đây là một kênh chuyên test và giới thiệu các thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn được cập nhật thường xuyên trên YouTube. Xin mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký kênh phía dưới và mở các chế độ thông báo trên thiết bị của mình, như bấm vào hình cái chuông màu đỏ phía dưới để nhận các thông báo mới nhất về các video clip do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày. Tiến Dũng xin chân thành cảm ơn. Hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2019, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ hai thiết bị, đó là âm ly và loa. Xin mời quý vị quan tâm cùng theo dõi. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu đến quý vị về cặp loa Bühner model CS88A hàng của Nhật. Đây là mẫu loa rất nổi tiếng của hãng Bühner Nhật Bản, được sản xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1970. Và cho đến ngày nay, rất nhiều các anh em yêu âm thanh, yêu nhạc vàng quan tâm tới mẫu loa này. Với thiết kế một bát 30cm màng giấy FB gân vải, phía trên này có hai loa chung 14cm màng giấy FB và gân vải, và phía bên đây đó là hai loa chép 8cm màng FB gần mút, và phía bên trên cùng đó là một siêu chép, một super chép kèn dạng 6 lỗ. Đây là loa bên đây, cặp loa vừa về ngày hôm nay, tất cả zin nguyên bản tuyệt đẹp, thùng gỗ lạ màu vàng sang trọng. Loa có công suất 80W, trở kháng 8 ô, với sai ngang chiều ngang 38cm, chiều sâu 32cm và chiều cao của loa là 66cm, trọng lượng 21kg trên một thùng. Đây là e-căng của loa. Khi chúng ta đậy e-căng vào thì tổng thể thế này. E-căng được cấu tạo bằng lưới mắt cáo rất cổ kính, sang trọng. Với dòng loa này, chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc thu âm trước 75, nhạc vàng, nhạc hòa tấu và các dòng nhạc có tiết tấu vừa và chậm. Dòng này quý vị không nên sử dụng để hát karaoke, sẽ rất không an toàn cho loa. Về việc phối ghép, quý vị có thể sử dụng các dòng âm ly như Sansui 2000X, Sansui 5000A, 5000X hay các dòng âm ly Sansui 771, 881 và 7070, 8080 v.v. Tất cả đều cho âm thanh rất tốt. Quý vị cũng có thể sử dụng vào các âm ly như chính của Bühner, như các dòng 7800 25 mã hoặc các dòng SX850, SX950, 1050 hay các dòng SX1010. Tất cả đều cho âm thanh rất ấn tượng. Bühner CS88A màng FB có giá 24.500.000. Ngày hôm nay tôi ghép cặp loa trên với chiếc âm ly Sansui model 5000X, bầu dính kích tên lửa, công suất 320W, máy sử dụng 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ, xuất âm tụ, thích hợp cho các dòng loa của Nhật như Bühner 77A, 88A, 99A hoặc các dòng như HBM100, HBM150 hay các dòng có kích cỡ lớn như 770, 880 của Bühner. Chúng ta cũng có thể ghép vào các dòng âm ly, xin lỗi quý vị, các dòng ghép vào các dòng loa như JBL 4311, 4312, L100, 166, vân vân. Chiếc âm ly Sansui 5000X bầu dính kích tên lửa có giá 24.500.000. Và cặp loa Bühner model CS88A màng FB cũng đồng giá 24.500.000. Phía bên đây đó là một chiếc âm ly Marantz model 1150 hàng của Mỹ, sản xuất ở Nhật, với thiết kế dạng mặt nhôm phai, vỏ gỗ, máy có công suất nguồn 180W, sử dụng 4 sò nhôm Motorola cho âm thanh độ chi tiết rất cao, phù hợp các dòng loa Mỹ, loa Nhật, đặc biệt là JBL, cho âm thanh rất tốt. Marantz 1150 có
có giá 16.800.000. À, phía trên đây đó là một chiếc equalizer, một chiếc lọc âm thanh thương hiệu BSR, model 110X. Chiếc lọc sở hữu 20 cần chỉnh hai bên độc lập. Ở đây có đèn cần và phía chính giữa này đó là đèn nháy dạng đèn LED, đèn tia. Và hai nút này đó là hai nút chỉnh cường độ của đèn nháy. Chiếc equalizer cũng vừa về ngày hôm nay. Tất cả zin nguyên bản. Máy còn đẹp kem. Đây là phần dưới bụng của máy. Các ốc còn sáng choang. Chiếc equalizer model BSR 110X của Mỹ, thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke, hỗ trợ những dàn âm thanh thiếu bass, mid, chép. Đặc biệt máy có khả năng tăng biên độ, làm cho âm thanh rất mạnh mẽ, rất phù hợp cho các dàn nghe nhạc và hát karaoke, đặc biệt đối với các anh em sử dụng nhạc mạng, nhạc TV, nhạc điện thoại, vân vân. Máy có giá 4.800.000. Anh em quan tâm sản phẩm nào, xin mời liên hệ trực tiếp cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Tiến Dũng giao hàng toàn quốc. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một bài nhạc qua bộ hai thiết bị Sansui 5000X bao dính kích tên lửa và cặp loa Billner model CS88A. Volume ta chỉ nhích lên một chút thôi. Thank you.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.